Thầy giáo dạy tiếng Anh bị tạm giữ vì nghi án xâm hại nữ sinh lớp 4. Thầy giáo dạy tiếng Anh tại trường tiểu học xã An Vinh, Quỳnh Phụ vừa bị tạm giữ để điều tra về nghi án xâm hại bé gái 9 tuổi. Tối nay, ngày 25 tháng 2, lãnh đạo công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự ông NBN, 45 tuổi, trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ vì liên quan đến vụ việc xâm hại học sinh. Trước đó vào ngày 17 tháng 2, công an xã An Vinh nhận được đơn trình báo của bà NTN tố cáo việc cháu gái đang học lớp 4 tại trường tiểu học xã An Vinh bị ông NBN là giáo viên dạy môn tiếng Anh tại trường xâm hại. Trong đơn, bà N cho biết, khi tắm cho cháu gái thì thấy cháu kêu đau vùng kín, gặng hỏi thì cháu cho biết bị thầy N xâm hại. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, chúng tôi đã triệu tập thầy giáo N lấy lời khai và giáo viên này bước đầu thừa nhận có việc xâm hại học sinh nên chúng tôi chuyển hồ sơ lên công an huyện Quỳnh Phụ để điều tra theo thẩm quyền. Công an xã An Vinh cho hay các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.